Em làm clip này để em thông báo các chị nhé, là những cái ngày cuối tuần bắt đầu từ thứ năm thứ sáu là em sẽ không ship được những đơn hàng mà có cá sặc đại hay là có cá hay là có chả cốm hay chả mực, tại vì chả cốm chả mực mà đi quá 2 ngày nó sẽ bị hư, nên các anh chị thông cảm giùm em. Cho nên rằng là em những cái ngày thứ năm thứ sáu em chỉ để ship những đơn hàng đồ khô như miến măng nấm hương hay là phồng tôm phồng tiết là thôi nha, còn đâu em không có ship được ấy, bởi vì là nhiều khi nó đến mà nó bình thường sẽ là 2 ngày là thứ sáu thứ bảy các chị nhận, nhưng nếu thứ bảy mà người ta giao không kịp họ sẽ lưu đơn vào ngày chủ nhật, là thứ hai các chị nhận buổi sáng là sẽ bị hư hàng. Hai đốt mỡ, hai trà giảm cân, một phồng tôm. Đó nên là các chị thông cảm với em, nên là em làm cái gì em cũng chưa được vừa, hy vọng là vừa nha. Hai đốt mỡ, một bánh phồng tôm, chết rồi. Khách ơi, khách thông cảm giùm em nha. Đi bút mỡ này. Chết em không có chơi. Chết em không. Chết rồi. Chết rồi. Đó, mọi người thấy không? Đóng hàng cho khách mà nó bị lỡ lỡ như này. Lỡ lỡ như này, nó chết rồi nhỉ. Vâng, em xin phép em xé một tí nha. Xé cái hơi ra. Lúc mà hút chân không ấy. Đó. Rồi, em sẽ xẹp xuống. Thông cảm với em nha. Mẹ của chị Cindy, con cô Nhật, cô giúp con, thông cảm cùng con nhé. Con phải như vậy thì con đã ẩn được cái này của cô xuống thì con chết con rồi. Chết tôi rồi, giờ sao trời. Nó bị phồng quá, con đóng không có được. Không được. Đấy, xin phép cô là con bóc cái này ra. Trời ơi, nhưng mà con không bóc siêu là cô yên tâm nha. Thì gọi cho ba khách, không được. Không có... Bóc cho ba khách, bà nói bà già. Không thích lắm. Khổ lắm mấy bà. Cái kéo tôi đâu nhỉ? Your call has been forwarded to voicemail. Ấy giời, ông khách lại bảo mình là bán đồ cũ chết em không. Đúng cái hộp này không vô mới nhục chứ. Một hai ba, hai ba, hey, hai ba, hey, ấy dạ, nó rất là nhẹ thôi mọi người, trà giảm cân nó rất nhẹ nhưng mà nó bị cái cồng kềnh ấy, rồi, đấy như này, tí ra bưu điện ấy, có khi nó còn phạt. Bị quá kích đi mọi người. Sao đây đơn chị làm phạm bên Cali, chị uống chị này chị uống một set trà hai hộp viên đốt mỡ xuống 3 cân. Gọi là cô này là cô Lan Phạm, Lan Phạm, Tuấn Phạm.
Hôm nay em chỉ vừa ship đơn trà giảm cân được thôi, không có ship được đơn đơn khác. Đây rồi, làm tạm bây giờ. Đó, đấy đơn này có phồng tôm này. Đó. Đơn của anh Tuấn Phạm là một set trà. Đơn của anh Tuấn Phạm là một set trà, một phồng tôm. Đấy, ví dụ như một set trà, một phồng tôm nó cũng vào một cái thùng này. Mọi người theo. Nói chung là cứ vào một cái thùng này là 21 đồng toàn nước Mỹ 2 ngày. Một set trà đấy. Một phồng tôm xong, thấy không? Xong. Có một cái chị là ngay gần nhà em, cách nhà em 3 tiếng này. Là đơn mua một chả cố, một chả mực. À, mua hai chả mực. Thôi chết mẹ rồi, hình như em bấm nhầm, thiếu nhầm. Chết rồi, em nhớ ra bà này rồi, chết rồi rồi. À, rồi. Chị khách này là hai chả mực. Một cà dứa. Một cà dứa biển. VIP này, mua 861 đô. Một tháng mua mấy nghìn đô tiền hàng. Hai vợ chồng con đồ, con thịt. Con thịt đấy mẹ. Thùng 13, 13, 6. Đó, các bà thấy không? Các bà thông cảm nha, cái chị này là cách nhà em 4 tiếng. 3 tiếng rưỡi 4 tiếng. Thì là hôm nay ship ngày mai rồi nhá. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Vẫn phải đóng kỹ. Băng keo bên này, một cái cuộn băng keo này là 4-5 đồng đó. Rồi, bà như hôm qua cái váy này. Cái này bà váy biết bao nhiêu cân này. Tôi xong rồi, Trang ơi. Chết rồi. Chết ba cái giấy. Tôi chết đây rồi. Hai gói chả một. Hai set trà. Tôi chết đây rồi, không vừa rồi. Không vừa cái này rồi. Trông vậy thôi, thùng này đâu có vừa. Phải lấy cái thùng to hơn. Chết tôi không có chứ. Đó. Chị á, mua một gói cá dứa biển, bảo là chị muốn mua một gói cá dứa biển thì chị ăn thử. Một pound nhá, 35 đồng, cái này 35 đồng với tiền ship. Tại vì cái đầu đông lạnh ấy lại không đi được. Lại không đi được ở trong cái gọi là cái bịch như xốp, nó cấm, nó mới phạt em hôm trước. Vì cái tội là em gan lì, các bạn hiểu không? Em gan lì em vẫn đi em cố em giấu ấy, em đặt nhiều lớp để em đi vào cái túi ấy. Ví dụ đi vào cái túi này này, đi cái túi này này thì rơi vào 10 mỡ đồng, 8 đồng đến 10 đồng, nhưng mà đi vào cái hộp này là 13 đồng đến 15 đồng. Chị muốn làm sao chị làm đầy cái thùng này. Đó, đấy, bây giờ có làm gì đâu. Đây chị này, chị mua này là bị thừa nhưng mà cũng phải để vào, để cái gì vào cho nó. Cho nó đỡ bị sọc sạch thế nào. Mọi người làm sao làm nó vẫn cứ vậy à. Đấy, nó vẫn là phải cái thùng này. Nên là các chị nhớ đây là thùng 776. Đó, các chị có thể đi được 10 gói lạp xưởng. Nhưng mà em không đi theo túi được. Tại vì nó là cá. Nó không cho mình vận chuyển bằng túi. Cho nên là đó, các chị thông cảm. Nên
là cái chị này em cũng có bảo là chị ơi chị mua một hộp chả mực, một hộp cá dứa, nhưng chị vẫn phải bị chịu cái phí ship là thôi em chịu chị một tí, em chịu chị lấy chị 13 đồng. Tại vì là cũng không bảo làm cách nào khác được vì chị chỉ mua một gói này thôi. Chị mua chị bảo chị ăn thử nếu mà ngon chị mua thêm nhiều. Chắc là chị có điều kiện chị không tiếc. Chứ em bán hàng như em tiếc lắm, đóng một cái thùng hàng mà bắt buộc phải trả phí mà chị có tương đây thì em hơi tiếc. Đó. Còn bây giờ đến bà khách này đây. Bà khách này là bà khách VIP nhà em đây. Là bực nhậu đây. Hẹn nhau một ngày gần nhất là đi đến nhà nhau nhậu đây. Đó. Nhưng mà mỗi tội là vợ chồng nhà này không ăn thịt nên là không mua chả cốm. Mua chả mực không à? Không mua mắm tép chưng thịt luôn. Thứ hai là em phải trả đơn chả mực chả cốm. Tại vì hàng qua hôm qua nhưng mà em không gửi được. Các chị thông cảm em nha. Đó, này, cái chị này là mua 4 gói phồng tôm. Đó, 1. Hiện tại em đang còn 4 này. Em còn 2, 4, 6, 7. Em còn 7 gói phồng tôm nha. Loại thượng hạng. Đấy, chuyện mẹ là cái này còn không. Cái này cũng phải để cái này cho nó vỡ. Đó, bạn này bà nhờ mua 3 cái váy này. Xếp vô với mẹ. Xếp vô mấy cái váy các bà hiểu không? Đó. Được rồi. Xong rồi, cá. Chết rồi bà này. Chết rồi rồi. Bà này bà còn 2 xếp trà giảm cân má ơi. Khổ ghê vậy đó. Đóng hàng cho mấy cái người mà mua nhiều rồi này. Thế thì các bà luôn. Chết rồi, 2 xếp trà. Không vừa được luôn đấy chứ. Chết rồi, đơn này vỡ lỡ rồi. Chết một cá nữa. 2. Ê nhá, chết mẹ rồi. Chết mẹ tôi rồi. 3. 4. Khổ thiệt á. 2 cái váy nữa má ơi. Cầu trời thắng thật này. 1, 2, 3. Ok, vừa đẹp. Chứng tỏ mình cũng. Lúc đầu là em đánh cái thùng mà để đọc lại đơn bà này nha, bà nội này nha. Trời ơi. 3 cái váy, 2 chả mực, phồng tôm. Ê. Trời ơi, không có 2 xếp trà má ơi. Trời ơi, tí nhầm má ơi. Tí mất 2 xếp trà giảm cân, trời ơi. 2 xếp trà giảm cân là bà mua cho mẹ bà ấy. Trời ơi, má ơi, đầu với áp Trang ơi là Trang ơi. Thôi chết tao rồi, mày chết rồi Trang ơi. Mày chết rồi Trang ơi. Mày chết rồi Trang ơi. Thôi sang cái thùng nhỏ má ơi. Cái khổ ghê mà. 2 cái chả mực. Cái khổ thân tôi lắm bà ơi. 1 2 3 4. Trời má, tí toang. Mà toang thì bà này bà cũng mình lỡ gói là bà gieo tiền thôi. Bà này bà gây được. Bà gây được đâu là 10 mấy pound ấy, đại loại là bà gầy được khoảng 8 cân, 7-8 cân. Xong rồi bà mới mua, đây là mấy cái đơn được của bà hết đấy. Hôm nay chỉ đóng đơn cho bà ấy thôi mà. Oh man. Phải đóng lại, mà vỡ cái phồng tôm này của bà ấy là chồng bà. Mất cái cạo nhậu, chồng bà sẽ la mình. Từ từ xem nào. Về váy với cả bốn. Bà gầy rồi bà nhờ mua 3 cái váy thì bà mặc đó. 1 2 3. Chết mẹ, biết để đâu bây giờ. Ôi Trang ơi, bà bấm giò. Nào xong, lên đây Trang. Rồi. Tí quá, mồm.
Thì bà mới mua mà, tháng nào bà cũng mua 400-500 đô tiền hàng là thấp nhất. Mà bà này bà hay mua cho người ta, hay mua cho người ta đi ăn á, mua cho bạn bè ăn thì quảng cáo dùng mình nhá. Đấy đời nó vậy, dễ thương vậy đó. Xong rồi mấy má Việt Nam bảo là em sang Mỹ bị người ta ghét. Là em bị ghét lắm luôn ấy. Mấy má không có tiền, không làm ra tiền, mà mấy má mà hay gây sự ấy thì ghét em lắm. Còn những người mà người ta chăm chỉ lao động và thích lao động ấy, chả thấy chị nào ghét em mà. Mấy chị có lao động với mấy chị có tiền không mà ghét em. Còn mấy chị không có tiền nhưng mà chăm đi comment chửi bới là ghét em lắm. Cũng nhớ hơn các chị. Em cũng đủ ăn đủ mặc. Đấy thôi đây, bợ đơn. Đây hôm nay chỉ đóng đơn cho bà Cindy Nguyễn nhé. Đấy, trông vậy thôi. Cồng kềnh nhưng mà nhẹ, toàn trà giảm cân virus mỡ. Nhưng mà nhiều tiền nha. Đó, tôi đi đây. Ok là các bà. Bye bye.